Nhu cầu đối với dịch vụ điện toán đám mây đã tăng trưởng mạnh khi các doanh nghiệp đa dạng hóa theo chiều dọc đang dần áp dụng các dịch vụ cloud để giảm chi phí hoạt động và vốn đầu tư cơ bản, đồng thời nâng cao hiệu quả kinh doanh và năng suất. Việc các công ty tiếp tục phải đầu tư lớn vào công nghệ để tăng tính cạnh tranh ngay cả trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế chậm lại là điều không tránh khỏi. Theo IDC, quy mô thị trường điện toán đám mây toàn cầu dự báo tăng 409 tỷ đô vào năm 2021 lên mức 1.066 tỷ đô vào năm 2026, tương đương tốc độ tăng trưởng kép hàng năm rất cao 21,1% trong thời gian dự báo. Trong tổng thị trường, ba nhà cung cấp quốc tế hàng đầu cụ thể là Amazon Web Services, Microsoft Azure và Google Cloud chiếm 63% thị phần toàn cầu trong quý 2 và cùng tăng trưởng mạnh 42%. Theo báo cáo của thị trường điện toán đám mây tại Việt Nam năm 2021 của hãng nghiên cứu thị trường Research and Markets, quy mô thị trường dịch vụ cloud của Việt Nam đạt khoảng 196 triệu đô trong năm 2020 và dự báo sẽ tăng lên 603 triệu đô vào năm 2026. Với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm 20,6% trong thời gian dự báo. Hiện tại, thị trường điện toán đám mây của Việt Nam còn nhỏ so với 14 quốc gia và vùng lãnh thổ của châu Á-Thái Bình Dương. HDC cho rằng nguyên nhân quy mô của thị trường điện toán đám mây tại Việt Nam còn nhỏ là do hạ tầng điện toán đám mây còn thiếu, chủ yếu vì chính phủ chưa có chính sách và khung pháp lý rõ ràng để hỗ trợ sự phát triển của lĩnh vực này. Thị trường điện toán đám mây tại Việt Nam do các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây CSP nước ngoài chi phối, chiếm xấp xỉ tới 80% thị phần, trong khi các nhà cung cấp CSP Việt Nam bao gồm FPT, Viettel, CMC, VNPT, VNG và Bizfly chỉ chiếm 20% thị phần. Google, Microsoft, AWS là những tên tuổi lớn được nhiều khách hàng biết tới nhờ có nền tảng điện toán đám mây và hệ sinh thái phần mềm mạnh với tính chuyên biệt hóa cao và khả năng kết nối rất cao. Từ đó, khách hàng có thể chỉ cần một đối tác cho toàn bộ dịch vụ điện toán đám mây. Việc xảy ra đại dịch COVID-19 kéo dài 2 năm đã thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam phải tăng cường sử dụng các ứng dụng trên điện toán đám mây trong thời gian giãn cách và hạn chế đi lại. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, tỷ lệ các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ điện toán đám mây đã tăng lên khoảng 65% trong năm 2022 từ mức 56% trong năm 2020. Ngoài ra, trong chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng tầm nhìn 2030, Chính phủ Việt Nam đã đặt mục tiêu vào năm 2030, các nhà cung cấp CSP và CSI nội địa sẽ giành được khoảng 70% thị phần thị trường điện toán đám mây. Để đạt được mục tiêu này, Chính phủ đang khuyến khích sự phát triển của các nhà cung cấp nội địa thông qua nhiều biện pháp bao gồm khung pháp lý và việc thúc đẩy chi tiêu. Tại thị trường Việt Nam, FPT có cả hạ tầng công nghệ và lợi thế sân nhà để cung cấp toàn bộ các loại hình dịch vụ cloud bao gồm IaaS, PaaS và SaaS. Mặc dù chưa thể so sánh được với các nhà cung cấp CSP nước ngoài, nền tảng và các dịch vụ cloud của FPT hiện đang đa dạng nhất trong số các nhà cung cấp CSP nội địa. Ngoài ra, sự tham gia mạnh mẽ của FPT vào thị trường điện toán đám mây toàn cầu đã tạo điều kiện cho công ty học hỏi và tiếp xúc với các công nghệ mới nhất, từ đó có thể được coi là lợi thế đáng kể so với các nhà cung cấp nội địa khác. Chúng tôi kỳ vọng FPT có khả năng duy trì mức tăng trưởng doanh thu cốt lõi 18-22% trong 3 năm tới nhờ nhu cầu cao đối với dịch vụ cloud công cộng trên toàn cầu, đặc biệt là tại thị trường Bắc Mỹ, châu Á-Thái Bình Dương và trong nước. Chúng tôi cũng kỳ vọng tỷ suất sinh lời sẽ tăng mạnh khoảng 65-90 điểm cơ bản trên một năm nhờ tỷ trọng dịch vụ chuyển đổi số có tỷ suất lợi nhuận cao, đặc biệt là hệ thống tích hợp điện toán đám mây sẽ ngày càng lớn mạnh và bù lấp cho áp lực chi phí gia tăng do lạm phát tiền lương tăng cao trong thời gian gần đây. HDC gần như giữ nguyên dự báo lợi nhuận trong giai đoạn 2022-2024 do tác động tiêu cực của đồng yên mất giá được bù đắp bởi sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường Mỹ và châu Á-Thái Bình Dương. Tỷ trọng doanh thu dịch vụ chuyển đổi số với tỷ suất lợi nhuận cao sẽ được duy trì. Dự báo lợi nhuận thuần của HDC cao hơn 4,1-8,5% so với dự báo chung của thị trường. Chúng tôi dự báo lợi nhuận thuần của FPT sẽ tăng trưởng lần lượt là 26,5%, 26,1% và 25% trong giai đoạn 2022 và 2024. Do đó, tốc độ tăng trưởng kép bình quân lợi nhuận thuần giai đoạn 2021-2024 đạt 25,7%. FPT được đánh giá là một trong những doanh nghiệp có mức tăng trưởng cao bền vững, có bảng cân đối kế toán và dòng tiền khỏe mạnh để có thể tiếp tục duy trì chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt ổn định. Trong năm 2022, FPT đề xuất chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 2.000 đồng một cổ phiếu, tương đương lợi suất cổ tức là 2,2% và tỷ lệ lợi nhuận chi trả cổ tức ở mức 40%. HDC duy trì khuyến nghị mua vào đối với FPT với giá mục tiêu một năm lên mức 127.500 đồng một cổ phiếu. Chúng tôi cho rằng dịch vụ công nghệ thông tin dựa trên điện toán đám mây sẽ là mảng kinh doanh chính trong thời gian tới và là động lực tăng trưởng chính đối với FPT. Để tìm hiểu kỹ hơn về từng nhóm ngành và các cơ hội đầu tư nổi bật, quý nhà đầu tư có thể tham gia vào các buổi hội thảo chuyên sâu của HDC dành riêng cho các khách hàng, các buổi livestream định kỳ và tham gia các room của HDC.